Gamer, thiện thân của anh hùng Trí Dũng Song Toàn. Nhưng mấy ai đi đến được thành công mà không một lần vấp ngã, và cuộc đời của họ không ai giống ai, sẽ được phản ánh qua lăng kính nhiều màu đời anh Gamer. Những tiêu cực trong phòng game và xã hội, những trận tư hùng giữa thiện và ác, những biến cố khủng khiếp khiến Gamer đứng trước ngã rẽ cuộc đời, ân oán tình thù, cảm xúc gái trai. Một bên là đam mê thể hình, và một bên là áp lực cuộc sống mưu sinh, tiền, tình, tạ. Những mâu thuẫn đang xen không hồi kết, giết chết Gamer trong cuộc nhã khi bị người yêu đang tâm phản bội chỉ vì một chữ tiền. Không có tiền, cặp đứt mà ăn anh à. Thiếu tiền không thể xây được ước mơ, nhưng làm sao có tiền là một câu hỏi chưa lời đáp nếu bạn chỉ nhốt mình trong phòng game và làm bạn với tạ một cách mù quáng. Đời anh Gamer có lầm đường lạc lối, bán rẻ bạn bè, chà đạp nhân cách và làm nhiều điều sai trái để có được danh vọng cuộc đời. Để là người hùng thay vì là tội đồ đáng nguyền rủa thì đòi hỏi một Gamer đâu chỉ cơ bắp là được. Cướp đi tập tạ hay dũng đau cho mày. Tôi, Duy Nguyễn, người phát minh đồng thời phát triển khái niệm Gamer, có một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Mời các bạn đón xem bộ phim 3T Tiền, Tình, Tạ. Một nửa sự thật đời Duy Nguyễn.